các bạn đang nghe tác phẩm Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Một bản in nội các quan bản Một bản khắc năm chính hòa thứ 18 Tức năm 1697 Ban biên tập việt sử.org Người đọc Gia Minh Bản Kỷ Toàn Thư 1B Phần 2 Trung Tông Hoàng Đế Tên Húy là Long Việt Con thứ ba của Lê Đại Hành mẹ là Chi Hậu Diệu Nữ chú thích. Mẹ của Lê Trung Tông Long Việt cương mục chú là con gái quan Chi Hậu tên là Diệu không rõ họ gì, đại Việt sử lược chép là mẹ của Long Việt là Hầu Di nữ, con gái người Hầu gái, người Chiêm Thành. Hết chú thích. Lên ngôi được 3 ngày thì bị em cùng mẹ là Long Đĩnh giết, thọ 23 tuổi tức từ năm 983 đến năm 1005. Vua không biết phòng giữ từ khi mới chớm, để nỗi bị hoạn nạn, tính nhân hậu nhưng không biết làm vua, tiếc thay. Sau khi đại hành hoàng đế băng, vua cùng hai vương Đông Thành, Trung Quốc và em cùng mẹ là Khai Minh Vương tranh nhau lên ngôi, rảnh co thám 8 tháng, trong nước không có chủ, mùa đông tháng 10, Đông Thành Vương thua chạy vào đất cử Long Vua bắt lại lại chạy sang Chiêm Thành, chưa đến nơi thì bị người Châu Thạch Hà giết ở cửa biển Cơ La, nay là Kỳ La, chú thích. Cửa biển Kỳ La là cửa nhượng bạn ở huyện huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hết chú thích. Khi ấy, người nước cũng quy phụ ngự Bắc Vương ở trại Phù Lan. Vua lên ngôi được ba ngày thì bị Long Đĩnh giết. Bảy tôi liệu điều chạy trốn Duy có điện tiền quân là Lý Công Uẩn ôm xác mà khóc Long đĩnh lên ngôi Truy đặt thụy cho vua là Trung Tông Hoàng đế Cho Công Uẩn làm tử xương Quân phó chỉ huy sứ Lê Văn Hưu nói Ngoạn triều giết anh Tự lập làm vua Bạo ngược với dân chúng để thỏa lòng hung ác Đến nỗi mất nước mất ngôi Không phải là một sự bất hạnh của nhà Lê Lỗi ở Lê đ... ở Đại Hành Không sớm đặt thái tử Và do Trung Tông không biết phòng giữ từ khi mới chớm nên đến nỗi thế. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, sách dã sử chép rằng Đại hành băng Trung Tông vương di chiếu núi ngôi, Long Đỉnh làm loạn. Trung Tông vì anh em cùng mẹ không nỡ giết, tha cho. Sau Long Đỉnh sai bọn trộm cướp đêm trèo tường vào cung giết Trung Tông. Thế thì Trung Tông về tình làm anh em tuy là hậu, nhưng việc đứng chủ cùng tế, nối dõi tổ tiên thì sát tắc là trọng. Anh em là khinh. Huống chi là em bất dễ Lúc ấy Trung Tông phải nêu việc quản thúc Thúc nha mà trị tội thì mới phải Nếu không làm thế Thì đem giam cầm ở một nơi riêng Cho đến khi chết cũng được Nhưng Trung Tông lại thả lỏng Thì sao cho khỏi bị phản Rốt cuộc tan họ Diệt dòng là tự Trung Tông làm ra cả Ngoại triều thì bỏ trách làm chi Cho nên người làm vua tất phải cư xử cho thật đúng đắn Và phải xét hết lẽ vậy Ngoại triều hoàng đế tên húy là long đĩnh lại có tên là trí trung con thứ năm của đại hành ở ngôi bốn năm thọ hai mươi bốn tuổi từ năm một chín trăm tám mươi sáu đến năm một nghìn chín băng ở tấm diện vua làm việc càn rỡ giết vua cướp ngôi thích dâm đãng tàn bạo muốn không mất nước sao được mùa đông vua cướp ngôi tôn hiệu là khai thiên ứng vận thánh vân thấn vũ tắc thiên sùng đạo đại thắng minh quang hiếu hoàng đế truy tôn mẹ là hưng quốc quảng thánh hoàng thái hậu lập bốn hoàng hậu ngự bắc vương cùng với trung quốc vương chiếm trại phù lan làm phản vua thân đi đánh đến đằng châu quản giáp là đỗ thị đem việc người anh em họ ngoại là lê hấp ni làm phản tâu lên vua sai bắt cha hỏi hấp ni và những kẻ dự mưu mười hai người đều bị giết đến trại phù lan người chạy đóng cửa, chạy cố thủ, đánh không hạ được, bền vây chặt vài tháng, người trong chạy hết lương ăn, Ngự Bắc Vương tự biết kế cùng thế khuất, bèn bắt Trung Bắc Vương đem nộp, chém Trung Quốc Vương, tha tội cho Ngự Bắc Vương, rồi đem quân đánh Ngự Man Vương ở Phong Châu, Ngự Man Vương phải chịu hàng, quân về đến Đằng Châu, đổi tên châu ấy làm Phủ Thái Bình từ đấy về sau các vương và giặc cướp đều hàng phục cả chuyến đi này khi quan quân đánh nhau với người trại phủ lan chợt thấy chạm báo tin là giặc cử long vào cướp đã đến cửa biển thần đầu nay là cửa biển thần phủ chú thích thần đầu tên cửa biển xưa ngày nay đã bị lấp ở xã thần đầu huyện nga sơn tỉnh thanh hóa đời đầu lê đổi gọi là Trần Thần Phủ Thời Nguyễn năm 1838 Xã Thần Đầu nhập vào huyện Yên Mỗ, tỉnh Ninh Bình Hết chú thích Vua về đến sông Tham đi sang Ái Châu để đánh giặc cử Long Bính Ngọ, ứng thiên năm thứ 13 Tức năm 1006 Vua vẫn theo niên hiệu ứng thiên Tống cảnh Đức năm thứ 3 Mùa xuân tháng 2 Phong cho con trưởng là xạ làm khai phong vương con nuôi là thiệu lý làm sở vương cho ở bên tả thuận thiệu huân làm hán vương cho ở bên hữu sửa đổi quan chế và triều phục của các quan võ văn võ và tăng đạo đúng như nhà tống hành quân vương minh đề thấy trong nước loạn không thể về được chú lại ở quảng châu chi châu là cao nhật thôi không cấp giấy quán khoán cho nữa chú thích Quán khoán Tờ giấy cho phép sử dụng quán trọ Hết chú thích Vua Tống phải xuống chiếu cho riêng 50 vạn quan tiền 150 hộp gạo Và tiếp tục cấp quán khoán Mùa hạ tháng 6 Chí Quảng Châu là lãng sách dâng thư nói Nảy nhân giao chỉ có loạn Xin cho thần và duyên biên an phủ sứ triệu Việt Cùng nhau bàn tính công việc Tâu lên bọn thần dựa theo lời của bọn Hoàng Khánh tập hơn nghìn người ở Giao Chỉ do Liêm Châu đưa đến. Nói rằng các con của Nam Bình Vương đều đặt trại sách phân tán khắp các nơi, quan thuộc lìa lìa tan, nhân dân lo sợ, xin đem quân sang đánh đẽ dẹp. Bọn Khánh tập nguyện làm tiên phong, có thể hẹn ngày lấy được. Nếu triều đình chuẩn lời thỉnh cầu, thì xin lấy binh đóng đồn ở các châu thuộc Quảng Nam và cho thêm 5.000 quân mạnh ở Kinh Hồ thủy bộ cùng tiến có thể bình định được ngay vua tống nói họ lê thường sai con vào chầu góc biển yên tĩnh không mất trung thuận thuận nay nghe tin mới chết chưa có lễ tham viếng đã vội đánh kẻ có tang há phải là việc làm của bậc vương giả xuống chiếu cho bọn sách vỗ yên như trước cốt được im lặng lại sai việc đưa thư sang bày tỏ uy đức của triều đình bảo không nên giết hại lẫn nhau nếu anh em để lâu không định ngôi thứ khi đó quân thiên triều sang hỏi tội Thì họ lê không một móng nào sống sót Vua sợ xin sai em sang cống Vua tống xuống chiếu cho việc Đem việc nước bảo cho Minh để biết Cho tự chọn ở lại hay về nước Nếu muốn về thì cấp người Thuyền cùng quan khoán cho tiền để tự lo liệu Minh Đề về Việc muốn nhân đó lấy việc Lấy nước Việt ta mới dâng bản đồ đường thủy, đường bộ từ Ung Châu đến Giao Châu, Vua Tống đem cho cận thần xem vật nói rằng Giao Châu nhiều lam chướng dịch lệ Nếu đem quân sang đánh thì chết tất nhiều Nên cẩn thận giữ gìn cõi đất của tổ tông mà thôi Việc bèn thôi Mùa đông tháng 10 Ngày Bính Ngọ là sinh nhật của vua Lấy tre là một ngọn núi nhỏ Ban yến cho các quan Châu Vi Long Nay Châu Đại Man Dân ngựa trắng bốn chân có cựa Đinh Mùi, ứng thiên năm thứ 14, tức năm 1007, vua vẫn dùng niên hiệu ứng thiên, tống cảnh đức năm thứ tư mùa xuân sai em là Minh Sưởng và trưởng thư ký là Hoàn Thành Nhã, dâng tê ngưu trắng cho nhà tống, xin kính tạ đại tạ. Mùa thu tháng 8, nhà tống phong vua làm giao chỉ quận vương, lệnh tĩnh hải quân tiết độ sứ và cho tên là Trí Trung, ban tước cho Minh Sưởng và Thành Nhã. Tháng 9, nhà Tống Đúc ấn giao chỉ quận Vương, sai Quảng Nam chuyển vận sứ hay đem sang ban. Mậu thân, niên hiệu Cảnh Thụy năm thứ nhất, tức năm 1008, Tống Đại Trung Tường Phủ năm thứ nhất, phong con nuôi của cảm Thánh Hoàng Hậu là Lê Ốc Thuyên, làm Tam Nguyên Vương. Vua thân đi đánh hai châu đô lương, vị long, bắt được người man và vài trăm con người, sai lấy gậy đánh. Người man đau quá kêu gào Nhiều lần phạm tên húy của đại hành Vua thích lắm Lại tự làm tướng đi đánh hoan châu và châu thiên liễu Được bắt được người Thì làm chuồng nhốt vào rồi đốt Kỷ dậu Cảnh thụy năm thứ hai Tức năm 1009 Tống đại trung tường phủ năm thứ hai Mùa xuân Minh sưởng ở tống về Xin được kinh tại tạng và dụ được người con gái nước tống là tiêu thị đem dâng vua thu nạp cô làm cung nhân Sai sứ đem biếu nhà Tống con Tê Ngưu Thuần Vua Tống cho rằng Tê Ngưu từ xa đến Không hợp thủy thổ muốn trả lại Nhưng sợ trái ý vua Sai đợi cho nước sứ nước ta về rồi thả ra biển Vua lại xin áo giáo mũ trụ rát vàng Vua Tống bằng lòng cho Vua lại xin được đặt người coi việc tại chợ trao đổi hàng hóa ở Ung Châu Nhưng vua Tống chỉ cho mua bán ở chợ trao đổi hàng hóa tại Liêm Châu Và Trấn Như Hồng thôi bọn ngô đô đốc kiểu hành hiến dâng biểu xin đào kênh đắp đường và dựng cột bia ở ái châu vua xuống chiếu cho lấy quân và dân ở châu ấy đảo đắp từ cửa quan chi long qua đinh sơn đến sông vũ lung vua đi ái châu đến sông vũ lung tục truyền người lội qua sông này phần nhiều bị hại nhân thế vua sai người bơi lội qua lại đến ba lần không hề gì xuống chiều đóng thuyền để các bến sông Vũ Lung, Bạt Cử, Động Lung bốn chỗ để chở người qua lại. Mùa thu tháng 7, vua thân đi đánh các châu hoan đường, Thạch Hà, đến Hoàn Giang, sai phòng át xứ là Hồ Thù Ích, đem hơn 5.000 quân của châu hoan đường, sửa chữa đường từ sông Châu Giáp đến cửa biển Nam Giới để quân đi cho tiện. Chú thích Châu Giáp Nguyên văn Châu Giáp Giang chưa rõ ở đâu Hết chú thích Thuyền rồng rời cửa hoàn ra ngoài biển Chợt gió to, sóng lớn Mây mưa tối sầm Bèn sai quay thuyền trở lại Sau đó sợ đường biển khó khăn nguy hiểm Đi đường bộ về kinh sư Vua tình hiếu sát Phàm người bị hành hình Hoặc sai lấy cỏ danh quấn vào người mà đốt Để cho lửa cháy gần chết Hoặc sai kép hát người tống là liêu thủ tâm lấy dao ngắn sao cùn xẻo từng mảnh để cho không được chết nọ chóng người ấy đau đớn kêu gào thì thủ tâm nói đùa rằng nó không quen chịu chết vua cả cười đi đánh dẹp bắt được tù thì giải đến bờ sông sau khi nước chiều rút sai người làm lao dưới nước dồn cả vào trong ấy đến khi nước chiều lên ngập nước mà chết hoặc bắt trèo lên ngọn cây cao rồi chặt gốc cho cây đổ người rơi xuống chết vua thân đến xem làm lấy làm vui có lần vua đi trên sông ninh sông ấy nhiều rắn vua sai trói người vào mạn thuyền đi lại giữa dòng muốn cho rắn cắn chết phàm bỏ lợn muốn làm thịt thì tự tay vua cầm dao chọc tiết trước rồi mới đưa vào bếp nhà nhà bếp sau có lần vua dóc mía ngồi trên đầu sư quang ngang quách ngang giả vờ lỡ tay làm đầu sư bị thương chảy máu rồi cả cười hoặc nhân yến tiệc giết chó cho vương ăn sau ăn xong lấy đầu mèo dơ lên cho xem Các vương đều sợ Vua lấy làm thích Mỗi khi ra chầu Tất sai bọn khôi hài hầu hai bên Vua có nói câu gì Thì bọn ấy nhao nhao pha trò cười Để cho loạn lời tâu việc của quan chấp chính Lại lấy thạch sùng làm gỏi Bắt bọn khôi hải tranh nhau ăn Mùa đông tháng 10 Ngày tân hợi Vua băng ở tầm điện gọi là ngoại triều Vì vua mắc bệnh trĩ Phải nằm ở mà coi chầu Giã sử chép, vua say đắm tiểu sắc phát ra bệnh trĩ. Chú thích. Tẩm điện, nhà ngũ của vua. Hết chú thích. Sử thần ngô sĩ Liên nói, vua kiệt nhà hạng thích giết người, đến nỗi có hình phạt leo cột đồng nung nóng. Vua trụ nhà thương thích giết người, đến nỗi có việc chặt đùi người lội nước buổi sáng. Tuy có long bàng, tỉ can, là người hiểu hiền hết lòng chung có sức ngang, can ngăn đều bị giết vì thế mất nước một cách đột nhiên đời sau những vua thích giết người như tôn hạo nước ngô cũng nhiều cuối cùng đều diệt vong cả ngoại triều không những chỉ thích giết người lại còn oán vua cha không lập mình làm thái tử đánh người man cho họ kêu gào nhiều lần phạm húy cha mà lấy làm thích thật quá tệ mất nước mau chóng há phải không do đâu mà ra lại xét trung tông và ngoại triều đều không chép việc tang lễ đó là do sử cũ bị thiếu hà dám coi vua là như là di địch mà không chép việc tang đâu thằng ấy ngày quý sửu lý công uẩn tự lập làm vua trước đây hương diên uẩn châu cổ pháp có cây gạo bị xét đánh người hương ấy xem kỹ dấu xét thấy có chữ thụ căn điều điểu mộc biểu thanh thanh hòa dao đao mộc lạc thập bát tử thành đông a nhập địa mộc dị tái sinh trấn cung kiến nhật đoài cung ẩn tinh lục thất niên gian thiên hạ thái bình gốc dịch gốc cây thâm thẳm ngọn cây xanh xanh cây hòa đao dụng 18 hạt thành cảnh đông xuống đất cây khác lại sinh đông mặt trời mọc tây sao nó hình khoảng sáu bảy năm thiên hạ thái bình sư vạn hạnh tự đoán riêng rằng thụ căn điều điều chữ căn là nghĩa gốc Gốc tức là vua, chữ điểu đồng âm với yểu Nên hiểu là yểu Mục biểu thanh thanh, chữ biểu nghĩa là ngọn Ngọn tức là bể tôi, chữ thanh âm gần giống với chữ thanh nghĩa là thịnh, hòa, đao, mộc ghép lại là chữ lê, thập, bát, tử là chữ lý, đông A là chữ trần, nhập địa là phương Bắc, vào cướp Mộc dị tái sinh là họ lê khai khác lại sinh ra Trấn cung kiến nhật Trấn là phương đông Kiến là mọc da Nhật là thiên tử Đoài cung ẩn tinh Đoài là phương tây Ẩn cũng như lặn Tinh là thứ nhân Mấy câu này ý nói vua thì non yếu Bể tôi thì cường thịnh Họ lê mất Họ lý nổi lên Thiên tưởng phương đông mọc ra thì cứ như nhân Ở phương tây lặn mất Trải qua 6, 7 năm thiên hạ mới thái bình Vạn hạnh mới bảo Lý công ẩn rằng, mới rồi tôi thấy chữ bùa sấm, sấm kỳ lạ, biết họ Lý cường thịnh, tất giấy lên cơ nghiệp, nay xem trong thiên hạ, người họ Lý rất nhiều nhưng không thân vệ là người khoan thứ nhân tử được lòng dân, lại được nắm binh giữ quyền trong tay, đứng đầu muôn dân, chẳng phải thân vệ thì còn ai đương nổi nữa, tôi đã hơn 70 rồi, mong được thư thả hãy chết để xem đức hóa của ông như thế nào thực là cái may nghìn năm có một công uẩn sợ câu nói ấy tiết lộ bảo người anh em vạn hạnh giấu tiên sơn chú thích tiên sơn nay thuộc xã tương giang huyện tiên sơn tỉnh hà bắc hết chú thích xong từ ấy cũng lấy thế tự phụ mới nảy ra lòng dòm ngó ngôi vua mà người ta cũng quy phụ có lần ngoại triều ăn quả khế của một thấy hụt mận chú thích Chữ lý nghĩa là cây mận Hết chú thích Mới tin lời sấm ngữ Ngầm tìm người họ lý giết đi Thế mà công uẩn ở ngay bên cạnh Rốt cuộc vẫn không biết Đến khi ngoài chiều băng còn, Vua nối còn bé Công uẩn cùng với hữu điện Tiền chỉ huy sứ là Nguyễn Đê Mỗi người một Được đem 500 quân tùy long vào làm túc vệ Khi ấy chi hậu là đào cam mộc giò Biết công uẩn có muốn nhận việc chuyển ngôi mới nhân lúc vắng nói khích rằng gần đây chùa thượng ngu tối bạo ngược làm nhiều việc bất nghĩa trời chán ghét nên không cho hết thọ con nối thơ ấu không kham nổi nhiều khó khăn mọi việc phiền nhiễu thần linh không ưa dân chúng nháo nhác mong tin chân chúa sao thân vệ không nhân lúc này nghĩ ra mưu cao quyết sạc đoán sáng suốt xa xem dấu cũ của thang vũ gần xem việc làm của đinh lê trên thuận lòng trời dưới theo ý dân mà cứ muốn khư khư giữ tiểu tiết làm gì công uẩn trong lòng thích lời nói đó nhưng không ngờ cam mục có mưu khác mới giả cách mắng rằng sao ông lại nói như thế tôi phải bắt ông nộp quan cam mục thong thả bảo công uẩn rằng tôi thấy thiên thời nhân sự như thế cho nên mới dám phát ngôn nay ông lại muốn cáo giác tôi thì tôi không phải người sợ chết công uẩn nói tôi đâu nỡ, nỡ cáo giác ông chỉ sợ lời nói tiết lộ thì chết ráo nên răng ông đó thôi hôm sau cam mộc lại bảo công uẩn người trong nước ai cũng nói họ lý khởi nghiệp lớn lời sấm đã hiện ra rồi đó là cái họa không thể che giấu được nữa chuyển họa làm phúc chỉ trong sớm chiều đây là lúc trời trao người theo thân vệ còn nghi ngại gì nữa công uẩn nói tôi đã hiểu rõ ý ông không khác gì ý của vạn hạnh nếu thực như lời ấy thì nên tính kế thế nào ca mộc nói thần vệ là người khoan thứ nhân từ lòng người chịu theo hiện nay trăm họ mỏi mệt kiệt quệ dân không chịu nổi thân vệ nên nhân đó lấy ân đức mà vỗ về thì người ta tất xô nhau kéo về như nước chảy chỗ thấp không ai ngăn được ca mộc biết việc sợ cần kíp sợ sinh biến mới nói chuyện với khanh sĩ và các quan ai cũng vui theo ngay ngày hôm ấy điều họp cả ở trong triều bàn rằng hiện nay dân chúng ức triệu khác lòng trên dưới lìa bỏ mọi người chán ghét tiên đế hà khắc bạo ngược không muốn theo về vua nối mà có lòng suy tôn quan thân vệ bọn ta không nhân lúc này cùng nhau sách lập thiên vệ làm thiên tử lỡ bối rối xảy ra tai biến gì, liệu chúng ta có giữ được cái đầu hay không? Thế rồi cùng nhau dìu công uẩn lên chính điện, lập làm thiên tử, lên ngôi hoàng đế, trăm quan đều lạp lệ dạp dưới sân, trong ngoài đều hạn tuế, vang dậy cả trong triều đại xá cho thiên hạ, lấy năm sau làm niên hiệu thuận thiên năm đầu, đốt giếng lưới, bãi ngục tụng. Xuống chiếu từ nay ai có việc tranh kiện cho đến chiều tâu bảy vua thần xét quyết các quan dâng tôn hiệu là phụng thiên chí lý ứng vận tự tại khánh minh long hiện duệ anh vặn văn anh vũ sùng nhân quảng hiếu thiên hạ thái bình khâm minh quang trạch trương minh vạn bang hiển ứng phù cảm uy trấn phiên man duệ mưu trần thần trợ thánh chi tắc thiên đạo chính hoàng đế sử thần ngô sĩ liên nói kinh thư tôn xưng vua là nghêu là phóng huân vua thuấn là trùng hoa bề tôi đời sau lấy đức hạnh mà tôn xưng vua đến hơn 10 chữ đã là nhiều lắm rồi bấy giờ bầy tôi dâng tôn hiệu đến 50 chữ thế là không biết kẻ cứu cổ học mà chỉ biết nịnh vua lý thái tổ nhận mà không từ đó là muốn khoe khoang để cho đời sau không ai hơn được thế là sai sau Tôn Thái Tông cũng đến gần 50 chữ là vì bắt trước ở đây Truy phong cha là Hiển Khánh Vương Mẹ là Minh Đức Thái Hậu Lê Văn Hưu nói Nhà Chu giấy nghiệp Vương Truy phong là Thái Vương Vương Quý Nhà Tống xưng đế Truy phong là Hy Tổ Dực Tổ Là theo nghĩa cha Vì con mà được tôn quý Lý Thái Tổ ta đã xưng đế Mà Truy phong cha là Hiển Khánh Vương Bây giờ lễ quan không biết cái chính Thế là tự ti vậy Lập sáu hoàng hậu Duy có đích phu nhân gọi là lập giáo hoàng hậu Quy chế xe kiệu Và y phục khác hẳn với các cung khác Sách lập trưởng Là Phật Mã Làm Hoàng Thái Tử Các con khác đều phong tức hầu Con gái mười ba người đều, đẹp, đều phong công chúa Gả con gái trưởng Là công chúa An Quốc cho đào cam mộc Phong cam mộc làm nghĩa tín hầu Phong cho anh làm vũ y vương Chú làm vũ đạo vương con vũ uy vương là trưng hiển làm thái úy con dực thánh vương làm phó tham làm tổng quản trần cảo làm tướng công ngô đinh làm khu mật sứ đào thạc phụ làm thái bảo đặng văn hiếu làm thái phó phí xa lỗi làm tả kim ngộ vệ trúc làm hữu kim ngô đàm thản làm tả vũ vệ đỗ giản làm hữu vũ vệ đến các người khác đều như cũ ban y phục cho các tăng đạo trở lên là triều lê ba vua khởi từ năm tân tỵ mất năm kỷ dậu từ năm 981 đến năm 1009 tất cả 29 năm các bạn vừa nghe tác phẩm đại việt sử ký toàn thư bản kỷ toàn thư chương 1 b phần 2 mời các bạn đón đọc đại việt sử ký toàn thư bản kỷ toàn thư chương 2 a kỷ nhà lý thái tổ hoàng đế ban biên tập việt sử.org dạy đọc gia minh